Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin pháp luật của FDVN. Và bản tin ngày hôm nay, FDVN sẽ tiếp tục mổ xẻ thêm những vấn đề liên quan đến việc chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt. Nội dung cụ thể sẽ là tội danh mà ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh bị khởi tố có đúng hay không? Nhà đầu tư có đòi lại được tiền hay không? Sau khi anh em doanh nhân Trịnh Văn Quyết bị bắt, thị trường chứng khoán bất động sản Việt Nam lệnh dậy sóng vì ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 người khác đã bị bắt. Công cuộc đốt lò hướng về phía các doanh nhân đang tạo nên những nỗi lo lắng của nhiều phía ở khía cạnh pháp lý. Nhiều quan điểm được đưa ra, những vấn đề pháp lý được đề cập và người ta hoài nghi vì một số quy định của pháp luật chưa được hoàn thiện khiến việc khởi tố, bắt giam về những tội danh liên quan trong vụ Tân Hoàng Minh cần được soi chiếu. Đồng thời, điều mà các nhà đầu tư đang quan tâm là làm sao đòi được tiền khi đã lỡ đầu tư trái phiếu cho Tân Hoàng Minh. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào trong những ngày tới? Trở lại với sự kiện bắt ông Đỗ Anh Dũng và các nghi can khác, lý do ban đầu mà truyền thông đưa tin cho rằng kết quả điều tra xác định từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá gần 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Từ kết quả điều tra trên, ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị liên quan. Một số vấn đề đặt ra đối với tội danh bị khởi tố. Như vậy, tội danh mà nghi can Đỗ Anh Dũng và các nghi can khác bị áp dụng để khởi tố được quy định tại điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc trưng của tội danh này nằm ở chỗ người nào đó đã dùng thủ đoạn gian dối để đưa thông tin không có thật làm cho người khác tin đó là thật và từ đó giao tài sản cho người này. Khi nhận được tài sản thì người này đã chiếm đoạt thông qua việc dịch chuyển một cách trái pháp luật tài sản thuộc sở hữu của người khác thành tài sản của mình. Việc chiếm đoạt này gắn liền và có mối quan hệ nhân quả với việc dùng thủ đoạn gian dối. Còn nếu có hành vi gian dối nhưng không chiếm đoạt tài sản thì không phải là dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, đã có những quan điểm cho rằng liệu Tân Hoàng Minh đã có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của khách hàng đầu tư trái phiếu hay không? Và đó là những vấn đề mà có lẽ hồ sơ vụ án, các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan điều tra đang thực hiện để chứng minh cho cơ sở xác định tội danh của những người bị bắt. Còn tại thời điểm này, có một số vấn đề pháp lý tạo ra những dấu hỏi về dấu hiệu vi phạm cần được làm rõ như sau. Thứ nhất, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh vì có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Nếu chiếu theo thông tin này, các cá nhân liên quan của Tân Hoàng Minh có thể bị xử lý trách nhiệm về các tội danh theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến hoạt động chứng khoán như: một là điều 209, tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán; hai là điều 212, tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán. Hiện nay, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã cụ thể hóa các tội danh liên quan đến hoạt động chứng khoán. Nếu các tội danh theo điều 209 và điều 212 đã cụ thể hóa, gọi đúng tên, chỉ đúng vi phạm rồi thì tại sao không khởi tố về hai tội danh này? Có quan điểm cho rằng việc thực hiện các hành vi che giấu thông tin, công bố thông tin sai sự thật như một dạng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, do đó có cơ sở để khởi tố theo điều 174 chứ không khởi tố theo các tội danh điều 209 hay 212 của Bộ luật Hình sự. Quan điểm này không thuyết phục ở chỗ, khi đã có tội danh cá biệt và hành vi phạm tội phù hợp với cấu thành của các tội danh này thì về nguyên tắc áp dụng luật cần áp dụng quy định của các tội danh đã cá biệt hóa hành vi. Đồng thời, khi đó rõ ràng vấn đề thu lợi bất chính gây thiệt hại cho nhà đầu tư mua trái phiếu cũng được quy định rõ trong các điều 209 hay 212 của Bộ luật Hình sự. Thứ hai, chiếu theo điều 174 Bộ luật Hình sự thì phải có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Ở đây cứ cho rằng việc phát hành 10.300 tỷ đồng trái phiếu để thu tiền về thì cần xác định bị hại là ai. Trong khi đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ thì các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh thực ra không được quyền của người sở hữu chứng khoán. Theo đó, có nhà đầu tư đã kể lại rằng khi chúng tôi bày tỏ nhu cầu mua trái phiếu, một nhân viên tên C đã gửi cho chúng tôi hợp đồng đầu tư trái phiếu của một khách hàng tên XH do phía chứng khoán Agribank là đại lý lưu ký quản lý chuyển nhượng. Mặc dù đóng 600 triệu đồng nhưng bà XH chỉ là nhà đầu tư, còn trái chủ là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh do ông Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc làm đại diện ký hợp đồng. Theo luật chứng khoán năm 2019, trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Chủ sở hữu trái phiếu hay trái chủ là người cho nhà phát hành vay tiền thông qua việc mua trái phiếu. Đổi lại, các trái chủ nhận được các khoản thanh toán lãi không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và khoản vốn gốc khi trái phiếu đáo hạn. Thế nhưng như trường hợp nêu trên, trái chủ là công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, còn những người đầu tư lại đang thiết lập một loại hợp đồng đầu tư với trái chủ thực sự. Trái chủ này lại có quan hệ liên kết với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Từ những thông tin như vậy, cần làm rõ vấn đề chiếm đoạt tài sản trong trường hợp này là của ai. Trong quan hệ hợp đồng giữa người sở hữu trái phiếu thực sự với các nhà đầu tư hợp tác thì có phát sinh thủ đoạn lừa dối nào hay không? Hoạt động hợp tác đó đang diễn ra đã có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản chưa? Việc thực hiện trả tiền gốc lãi có đúng cam kết hay không? Và có điều gì chứng minh cho việc chiếm đoạt này? Những
thông tin nêu trên cho thấy các vấn đề pháp lý về tội danh mà ông Đỗ Anh Dũng và 6 người khác đang bị khởi tố vẫn còn những điểm tranh cãi. Thế nhưng thực tế vụ việc, những thông tin tài liệu của vụ án chỉ có cơ quan thẩm quyền nắm, vì vậy chưa có kết luận cuối cùng về vấn đề này. Trong nhiều trường hợp, sau khi khởi tố một vụ án, có những thay đổi có thể xảy ra sau đó. Có thể thay đổi đó củng cố cho lý do khởi tố tội danh này, nhưng cũng có thể thay đổi làm cho việc chuyển đổi tội danh của các nghi can cũng có thể xảy ra. Làm thế nào để nhà đầu tư nhận lại tiền? Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy 9 đợt phát hành với tổng số tiền lên tới 10 tỷ 030 triệu đồng của 3 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, tập đoàn này cho hay đối với các hợp đồng đến hạn thanh toán, số tiền đầu tư của khách hàng sẽ được hoàn trả trong thời gian sớm nhất. Với các hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, tập đoàn sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, làm việc với doanh nghiệp phát hành, ngân hàng quản lý tài sản để xử lý và hoàn trả cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, theo lời hứa từ Tân Hoàng Minh, thì các nhà đầu tư đã lỡ đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn này có cơ hội để nhận lại tiền. Theo đó, có một số kịch bản để lấy lại tiền hoặc là khó hoặc là dễ đã được các bên liên quan nêu ra. Trong ngày 5 tháng 4, công ty cổ phần chứng khoán An Bình ABS thông tin đã thực hiện tư vấn hồ sơ một đợt phát hành với tổng trị giá 800 tỷ đồng cho công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil thuộc Tân Hoàng Minh. Với tư cách là đại lý lưu ký, ABS đã dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển nhượng trái phiếu của công ty. Cùng ngày, ngân hàng SHB khẳng định chỉ cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu tổng trị giá 1.600 tỷ đồng của hai công ty thuộc Tân Hoàng Minh. Ngân hàng này không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư và không phân phối hai lô trái phiếu nêu trên. Do vậy, SHB chỉ có trách nhiệm thực hiện dịch vụ quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm, kiểm tra, theo dõi tình trạng tài sản bảo đảm và đại diện cho các trái chủ xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm đã ký với tổ chức phát hành và theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trái phiếu đúng nghĩa là kênh huy động vốn trung dài hạn hiệu quả, giúp giảm gánh nặng huy động vốn qua kênh ngân hàng, nhưng do đang ở giai đoạn sơ khai nên có cảm giác thời gian qua thị trường hỗn loạn, nháo nhào lên và có cảm giác nếu đơn vị nào làm kỹ thì chịu thiệt, bởi như vậy lãi suất thấp và không hấp dẫn cả nhà đầu tư lẫn đơn vị phát hành, vị này nói. Theo vị này, nếu trái phiếu được phát hành chính thức qua kênh ngân hàng đánh giá, ngân hàng thẩm định, ngân hàng đầu tư, ngân hàng bán lại thì khá ổn, vì bản thân ngân hàng cũng phải thực hiện đánh giá nó nghiêm túc như một khoản vay. Cụ thể, ngân hàng phải xem xét đến mục đích tài sản đảm bảo và bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho người dân. Người dân khi mua nó sẽ được ngân hàng phát hành kèm theo một chứng thư bảo lãnh và hoàn toàn yên tâm không bị rủi ro. Nhưng lượng trái phiếu đó trên thị trường không nhiều và lãi suất những trái phiếu như vậy thường chỉ cao hơn một chút so với lãi tiền gửi ngân hàng, khoảng 6-7% trên một năm. Trong trường hợp khác như doanh nghiệp tự phát hành, doanh nghiệp bán qua công ty chứng khoán hoặc bán qua ngân hàng, tức ngân hàng chỉ nhận phân phối chứ không bảo lãnh như trường hợp của Tân Hoàng Minh, thì người nắm giữ trái phiếu đang đối mặt với rủi ro rất cao. Trong trường hợp này, chỉ hy vọng theo hướng Tân Hoàng Minh có tài sản đảm bảo và nếu có thể được, ngân hàng nhận các tài sản đó để cấn trừ cho các khoản nợ để lấy tiền ứng trả cho dân nếu phát hành thông qua ngân hàng. Còn lại, nếu phát hành thông qua công ty chứng khoán thì lo rằng công ty chứng khoán không đủ tài chính để thực hiện việc chi trả. 10.000 tỷ đồng đã gần bằng vốn điều lệ của một ngân hàng nhỏ, nhưng Tân Hoàng Minh có thể thông qua nhiều ngân hàng, nhiều tổ chức nên mỗi ngân hàng gánh một ít. Một ngân hàng ở top 10 mỗi năm lợi nhuận 10.000 tỷ đồng là bình thường nên có thể dùng nó để hỗ trợ người dân. Vị tổng giám đốc này gợi ý phương án. Trong khi đó, phó tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần lớn cho hay, về nguyên tắc, khi nắm giữ trái phiếu đến hạn mới được thu gốc về, còn lãi có thể trả 6 tháng hoặc 1 năm một lần. Ở đây phải xem lại kỳ hạn trái phiếu mà Tân Hoàng Minh phát hành. Còn với trả lời của Tân Hoàng Minh về phương án hoàn trả tiền cho nhà đầu tư như nêu trên thì cũng rất khó, vì không biết khi nào người mua được nhận lại tiền, khi khả năng huy động mới để trả khoản vay cũ đã bị chặn đứng, và trị giá 10 tỷ đồng trái phiếu bị hủy không phải là con số nhỏ. Về phía người mua, trong trường hợp may mắn được hoàn trả, thì họ chỉ được nhận tiền gốc hay nhận được cả gốc lẫn lãi. Theo vị phó tổng giám đốc này, mọi khả năng đều có thể xảy ra và có khi chỉ thu được gốc về đã là may mắn rồi. Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập công ty quản lý tài sản FIDT, nhận định việc xử lý dòng tiền hoàn trả nhà đầu tư của nhóm công ty liên quan đến Tân Hoàng Minh, hầu hết tiền thu được từ các đợt huy động trái phiếu đã được Tân Hoàng Minh sử dụng cho việc đầu tư hạ tầng, đền bù chuyển đổi mục đích và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến các dự án của mình. Chưa kể đến việc từ khi bị điểm danh bởi câu chuyện bỏ cọc sau khi đấu giá thành công lô đất vàng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thì các dự án bất động sản liên quan đến tập đoàn này cũng sẽ khó đẩy nhanh mua bán bởi giới đầu tư bất động sản có nhiều lo ngại. Từ đó sẽ thấy với các đơn vị sở hữu nhiều tiền mặt thì mọi việc đều có thể lo liệu được, còn không thì phải bán tài sản mà trả. Trường hợp khác trả được bao nhiêu tiền hay bấy nhiêu, số nợ còn lại được thương lượng trả dần và tiếp tục tính lãi. Ở trường hợp của các công ty thuộc Tân Hoàng Minh, theo đánh giá của ông Tuấn thì lúc này tập đoàn chỉ có thể bán sỉ chọn lô dự án của mình chứ khó mà bán lẻ. Hình dung tương đồng với một vụ M&A, mua bán và sáp nhập là khá rõ. Chẳng hạn, một vài người quen sẽ vào mua dự án với giá rẻ trong lúc phía Tân Hoàng Minh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, tài sản có giá tỷ 5.000 tỷ đồng thì sẽ được bán lại với giá 2.000 đến 3.000 tỷ đồng. Một phương án khác được đề cập đến đó là dựa vào tài sản đảm bảo, liệu có được hay không. Trong lô đầu tiên phát hành ngày 5 tháng 7 năm 2021, công ty Ngôi Sao Việt đã huy động 800 tỷ đồng với mục đích đưa ra là để đầu tư xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội với lãi suất lên đến 12% trên một năm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, một người anh em trong tập đoàn Tân Hoàng Minh đã mua lại số trái phiếu này, sau đó tạo ra các sản phẩm trái phiếu phái sinh để bán lại cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức bên ngoài thị trường. Điểm hấp dẫn khiến nhà đầu tư nhảy vào mua là vì lợi nhuận lên tới 12% trên một năm, đồng thời được giới thiệu Tân Hoàng Minh đầu tư hàng loạt dự án tầm cỡ tại Hà Nội và Phú Quốc. Tuy nhiên, các lô trái phiếu đa số có tài sản đảm bảo gồm cổ phần, quyền sử dụng đất, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư là phần xây dựng hình thành trong tương lai. Quyền tài sản của công ty phát hành trái phiếu được phát sinh từ hợp đồng hợp tác với các đối tác, nghĩa là căn cứ vào các loại tài sản này thì rất khó đoán định khả năng thanh toán. Có thể thấy, có nhiều kịch bản để nhận lại tiền của các nhà đầu tư đã được nêu ra, nhưng thực tế nhận tiền về như thế nào là hoàn toàn chưa ngay lập tức xảy ra. Nếu Tân Hoàng Minh có thiện chí trả lại tiền, đó là điều mừng cho các nhà đầu tư, nhưng câu hỏi là khả năng thực tế của nguồn tiền ở đâu để trả. Với việc vụ án đã khởi tố, nếu xác định các khoản thu lợi là bất chính, việc thu hồi tài sản phải thực hiện theo trình tự thủ tục tố tụng và điều đó phụ thuộc nhiều vào hoạt động điều tra theo tiến độ. Nếu quá trình điều tra thực sự cho phép các bên tự thỏa thuận thương lượng việc trả lại tiền cho nhau, trong trường hợp này là khó vì có rất nhiều bị hại có thể được xác nhận và do đó có những thủ tục phải đảm bảo không để xảy ra người này được nhận lại tiền mà người khác không được nhận lại tiền một cách bất bình đẳng. Trong tình thế hiện tại, các nhà đầu tư cần xem xét nắm rõ các vấn đề pháp lý và tư cách tham gia tố tụng cụ thể để có những thông tin đề nghị nhằm các cơ quan có thẩm quyền có thông tin kịp thời để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của họ. Từ các hợp đồng hợp tác đã ký, từ các nội dung chuyển tiền, từ các thông tin liên quan, các nhà đầu tư nên có sự hỗ trợ pháp lý cẩn trọng để quyền lợi của mình được đảm bảo khi vụ án đã bước vào giai đoạn điều tra. Như vậy, vụ việc của Tân Hoàng Minh và các cá nhân liên quan chỉ mới ở giai đoạn điều tra. Nhiều vấn đề pháp lý phát sinh có thể còn được thông tin và làm rõ trong thời gian tới. Nổi lên hai vấn đề đáng quan tâm hiện nay là câu chuyện tội danh đã khởi tố và tiền mà các nhà đầu tư có thể thu hồi về như chúng tôi đã phân tích và nêu. Còn bây giờ, chương trình thời sự pháp luật của luật sư FDVN đến đây là phải tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới trên kênh luật sư FDVN. Xin chào và hẹn gặp lại.